này nó phải ghi mốc chỉ dẫn cái mốc đi lạc ngay nhỉ, đúng không? Chiều tối mà nó dâng lên tận mét rồi, đéo biết nước đâu nắm nhỉ. Dâng lên tầm tối phát đầu dâng lên cao cũng được. Nó còn khác. Dâng ngoài khơi vào, cứ bảo băng băng nó tan ra thì chả chết. Băng băng là nghìn cây số.